Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực Đền Mây thuộc khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đây là một di tích thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Và như quý vị và các bạn theo dõi thì ở đây thì đang có tình trạng ngập lụt rất là nặng. Tôi đang đứng ở trên khu vực cao thì mực nước cũng đã trên đầu gối rồi. Còn theo như là tình hình cập nhật được thì ở khu vực sâu nhất của đền thì mực nước đã lên từ 1,3 m đến 1,5 m. Mặc dù tình trạng ngập lụt sâu, tuy nhiên toàn bộ đồ tế tự, thờ tự, các di vật quan trọng còn lại trong di tích vẫn được đảm bảo an toàn. Thì sau khi có thông báo của địa phương thì ban quản lý chúng tôi cũng đã phối hợp cho người kê cao các đồ thờ tự trong đền, trong di tích để không bị nước không bị ngập lên. Có thông báo mà nước tiếp tục dâng lên thì chúng tôi sẽ có biện pháp để di chuyển ra chỗ khác để cho tránh bị nước ngập vào đồ thờ tự, ảnh hưởng đến di tích.